Em xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay năm chú chó anh em lại tiếp tục đi câu lươn mọi người. Thanh Hà. Lại Thanh Hà đấy. Tận đỏ bầu rồi. Khá là xa, hôm nay 50 cơ. Trước ngày thì người ta gọi là phà bầu, chứ bây giờ là... Đây mọi người. Đấy. Đây là một kỵ cứu sát thủ. Chúng tôi để đi câu lươn nhá, đừng có quay thằng mắt hít. Còn đây là địa điểm hôm nay em sẽ câu ở khu này nhá mọi người nhá. Khu này là khu VIP nhất của là Thanh Hà đấy. Lươn toàn lươn 5 cân con. Các bạn hãy theo dõi anh em chúng tôi đi câu lươn. Bắt con lươn khủng nhất miền Bắc. Đến chưa? Đến chưa? Lên hàng hả? Lên hàng rồi. Bọt đi. Bây giờ còn bọt không? Đây. Đấy, bọt ở bên kia này. Bọt đây thì vẫn còn bọt thấy. Thì bây giờ em mời tất cả mọi người cùng theo dõi em đi câu nhé. Nếu mọi người thấy video của em hay thì hãy cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh và chia sẻ video giúp em nhé. Đất như kiểu đất mới múc. Đất mới. Lâu đây còn biết. Rồi mọi người, dưới đây em còn tìm thêm 2 lươn. Cắn rồi mọi người. Này cũng rộng rộng hơn, không bình thường. Ui, mình ra vào tay chưa nữa. Rồi mọi người, dưới đây em có tìm thêm hàng lươn. Úi dồi. Kinh như rút nước mọi người. Này như có to không? Lại cái năm 60 tuổi, sống năm 60 tuổi là cù hết luôn. Cắn. Ừ. Ủa, cắn rồi mọi người. Cắn sượt rồi. Không biết, chưa thấy độ kéo. Ui, dính ở trên. Dính ở trên rồi. Chắc vẫn cắn, còn này vẫn cắn. Ui, điếu thật. Quay thức phim video là không đẹp lắm. Hai phát tuột rồi.
nó rồi cắn rất khôn ngựa. Của mọi người cũng không được to lắm vậy. Ok, vào đây. Một con ở khu này nhá. Không hiểu cái đằng cái lúc nãy câu điểm chạm mấy nỗ của nó khủng thật. Nỗ to rồi mọi người, dưới đây em có tìm thấy một hang luôn. Được có 3-4 con quay. Cắn rồi mọi người. Ô con này cũng rộng mọi người. Được nặng. Cắn, mâu cắn. Con nào cũng như con này thì nhanh. Gì? Chỗ này chắc phải được mấy con rồi. Nỗ giày di giày dít rồi đây. Ngồi ngánh. Rồi sát thủ Hồng Phúc. Con này bé quay đây, đệ tử đang ấy. Đây là đệ tử nha. Sư nhà anh. Kịp mẹ chào khánh trá đấy. Hello chào mọi người nhá. Mình nuôi con là con lươn này nhưng mà tội hơi bé. Át chà, em cái tặc cái à, cũng không kém rồi. Bía chị ạ. Bía. Cái dậu lôi để biết. Ôi dài, ê, quay làm cái đéo cho con lươn run này. Hàng khúng. What the. Ô, này. Đấy. Còn móc nó dưới đấy nhá. Nó hàm dưới này. Sát thủ, đây là Hồng Phúc nhá. Xã Hồng Phúc. Còn đây là sát thủ nàng sạt. Hai sát thủ kỳ cựu. Địt mẹ, ai cầu ở đây được hai con run chạy vãi lồn. Nghe mùi với thằng kia, suốt ngày ăn đường to. Sáng rồi. Không cắn, nước nó cạn quá. Có em có nấm tấm bọt anh nhá, những cái nỗ đấy mà nước nó. Vậy đây là cái hang nó to, một tay này. Bọt à? Nó to. Không, hiểu cái đằng cái lúc nãy câu điểm chạm mấy nỗ của nó khủng thật.
Ngũ tuộc. Đói đi đồng về đi mọi người. Đây, câu thất bại. Chắc kiểu cân hay cân. Xem cho mọi người xem nhé. Gần 2 cân thì tính là cân 8 rồi. Gần 2 cân thì hôm nay được làm cân 8. Nên đấy, gần 2 cân tính cân 8 rồi. Cái túi này có một nạng luôn. Đây mọi người. Cân 8 luôn. Được con này to. Cái này cũng đỡ của xe này. Ừ, quả nên quan mẹ. Ai quan? À, sơ thùng áo. Quan trong cái giá đâu. Nên quan mẹ. Thì giá tao còn đấy. Đây bạn này. Đưa cho em đi. Ok, nguyên con. Nguyên vé.